Ô Lạp Na Lạp Thị, Phu Sắc Thị, Khả Ly Diệp Đặc Thị, Nguy Phát Na Lạp Thị, Nữ Hổ Lộc Thị, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Thị. Để thiên hạ, để lịch sử ghi nhớ những hành động tội lỗi của tên loạn thần tặc tử như ngươi. Làm hoàng thượng phải có quy tắc của hoàng thượng, làm thần tử phải có quy tắc của thần tử. Dù có không muốn cũng phải làm. Là một đế vương đế giới, chuyện này con không có lựa chọn nào hết. Giang sơn là của con, nhưng hậu cung bắt buộc phải để ta quản lý.